Đến ngày 12 tháng 6, nhiều cây xanh trên các tuyến đường ở quận Bình Tân, Gò Vấp, thành phố Thủ Đức vẫn tiếp tục có dấu hiệu bị chết khô. Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra khoảng hơn một tháng nay. Đây chỉ là một số cây còn sót lại đang được cơ quan quản lý tiếp tục chăm sóc, mong có thể nảy lộc trở lại. Còn phần lớn cây chết đã bị bứng gốc, một số nơi đã được trồng lại cây non. Đại diện đơn vị quản lý công viên cây xanh thuộc Sở Xây dựng thành phố cho biết, đa phần cây xanh bị chết trong đợt này là cây long não. Đây là loại cây có bóng mát và thanh lọc không khí, nhưng chịu nhiệt, chịu hạn kém. Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài vừa qua, cộng với bức xạ nhiệt lớn do xe cộ qua lại, đã khiến hàng loạt cây bị cháy lá. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang rất thiếu cây xanh. Theo thống kê, diện tích không gian xanh của thành phố chỉ đạt 0,55m² trên một người, thấp hơn 20 lần so với tiêu chí tối thiểu của UNESCO là 10m² cây xanh mỗi người. Không những thế, do yêu cầu phát triển, thành phố mỗi năm cũng mất đi rất nhiều cây xanh. Chẳng hạn như trong năm nay, thành phố đã di rời, chặt bỏ hàng nghìn cây xanh để phục vụ thi công các công trình giao thông. Nay lại thêm hàng trăm cây bị chết do nắng nóng, trong đó nhiều cây đã cao 4-5m và cho bóng mát. Tất cả những thông tin trên thì cũng làm dấy lên những băn khoăn. Bởi vì thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì từ xưa đến giờ đã vậy rồi, quanh năm nắng gắt và mưa nhiều. Chính vì thế mà chọn loại cây xanh đô thị nào để trồng và chăm sóc chúng ra sao, để mà trời mưa không bị gãy đổ, trời nắng không bị chết khô, đó chắc chắn là điều cần phải được tính đến.